Hai, ba. Gia đình Anh Dương Khôi Nguyên. Xin chào mọi người. Ba điều nói về gia đình nhà mình là yêu thương, biết ơn và chia sẻ. Mong mọi người ủng hộ cho mình. Yeah. Hai con ơi, cho mẹ hỏi nè, mình tham gia cái cuộc thi 5 phút thuộc bài được bao nhiêu tuần rồi? Dạ, khoảng 17 tuần. 17 tuần rồi. Vậy trong 17 tuần đó, hai con có thành tích gì kể cho mẹ và mọi người được nghe không? Em nhỏ chứ. Anh Dương. Dạ, con thi khoảng là, con thi trúng giải được là khoảng là 15 tuần rồi. 15 tuần, còn anh hai? Còn con thì con được khoảng từ 6 tới 7 tuần xuất nhà xuất sắc rồi. Chúc mừng hai con. Yeah, với ba kìa. Rồi mẹ mới hỏi nè, điều gì giúp hai con khi mà tham gia cái chương trình 5 phút thuộc bài đó, hai con nhận thấy giá trị gì nơi cái chương trình này? Anh hai lớn nói trước đi. Dạ, khi tham gia chương trình 5 phút thuộc bài, con đã có một khả năng là tóm tắt yêu cách nhanh hơn. Và khi mà con học bài á, mà thầy cô khấu bài thì con chỉ cần vào cái bảng bài map đó, con đọc đi và sẽ ôn bài rất là nhanh, và giúp con có tiết kiệm thời gian và con có thời gian vui chơi và học những các kỹ năng mềm hơn nè. Và con có cải thiện được khả năng vẽ của con và con không còn sợ vẽ nữa. Còn Ánh Dương nè. Dạ, con tham gia được 5 phút thuộc bài đã giúp con được tự tin hơn, thích viết hơn. Và con làm sao nè, mình viết như vậy rồi á, mình sẽ cảm thấy làm sao không? Mình thấy dễ dàng hơn không? Dạ có. Mẹ nói nghe nè, mẹ nghe nói lúc trước đó con không có thích viết luôn. Vậy sao mà con tham gia con vẽ mind map được hay vậy? Dạ thì ở trên cái bảng mind map thì sẽ có từ khóa ở trên nhánh. Bởi thế nên con vẽ mind map mãi nên con thích viết hơn. Và từ học từ mẫu giáo cho đến lớp 1 thì cảm thấy việc học của con thật sự rất là nặng nề. Con đi học ngày nào cũng khóc với mọi người. Nhưng từ khi mà tham gia 5 phút thuộc bài đó thì con làm sao con? Thì con... Còn khóc nữa không? Dạ không. Hết khóc mọi người. Và luôn luôn là buổi sáng Ánh Dương dạy đó các anh chị. Là cái với cái thái độ, cái cử chỉ đầu tiên là Ánh Dương không còn phản ứng là ngồi dậy là khóc nữa. Nhưng mà ngồi dậy là lo, à hôm nay chuẩn bị mình vô lớp rồi này, rất là hào hứng đó mà lo. Chạy xuống mở máy. À, trong đợt dịch mùa này là không có đi học offline được, cho nên là bạn phải chuẩn bị máy móc đồ để vô vào học trước, vô đến 15 phút, sớm hơn 15 phút để chờ cô vào luôn, làm cha làm mẹ. Thì phải nói rằng là cái đây là một cái điều hạnh phúc nhất các anh chị. Thấy con mình tự học, có khoảng thời gian để mà chơi vui chơi là cái là một điều mà mong đợi bất kể người cha người mẹ nào, đó là luôn mong ước cho con như vậy. Thì điều mà chúng hai các con đạt được cũng như gia đình chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui khi mà cho hai con tham gia cái chương trình 5 phút thuộc bài này. Và đó là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của gia đình chúng tôi cảm thấy vào lúc này. Còn một điều tuyệt vời nữa đối với gia đình Ánh Dương Khôi Nguyên, đó là khi mà đồng hành cùng con tham gia 5 phút thuộc bài đó thì sao? Cái tình gia đình giữa vợ chồng và các con có một cái sự gắn kết rất là tuyệt vời. Để chăm sóc, để nuôi dạy một đứa bé mà không có tập trung đó mọi người thì sao ạ? Con không tập trung thì cha mẹ phải tập trung hơn. Thế là để giúp con vẽ được những cái hình mind map để con tham gia cuộc thi là hai vợ chồng phải chia nhau. Mẹ thì hỗ trợ con về cái mảng quay video và edit phim. Còn ba thì ngồi bên cạnh con, chơi với con để nói chuyện cho con tập trung vào cái hình vẽ. Nhiều khi 3 ngày mới vẽ xong một cái bản mind map. Nhưng bây giờ nếu mà con tập trung được thì chỉ trong vòng 1 giờ con có thể vẽ được một cái mind map, đúng không con? Dạ. Vậy con thấy cái điều tập trung á giúp con làm sao? Giúp con vẽ nhanh hơn. Tất cả theo mình thì cái đó là mong muốn của tất cả ba mẹ khi mà con tham gia vào 5 phút thuộc bài. Và đây là muốn là thông điệp của gia đình muốn gửi đến các anh chị. Khi các anh chị gặp những vấn đề về việc học của con trẻ thì một trong những cái gợi ý cho các anh chị đó là chương trình 5 phút thuộc bài. 5 phút thuộc bài mình tin rằng giúp các con anh chị sẽ thay đổi rất là nhiều, nhất là phương pháp học tập. Và giờ đây, gia đình Anh Dương
Khôi Nguyên. Xin chào tạm biệt.